Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bắn heli hop, nhưng mà không phải bắn heli hop bình thường, bắn heli hop ngược như vậy nè. Ok, chúng ta sẽ vô vấn đề chính. Thì heli hop ngược hay còn gọi là rồng bài tĩnh giấc, nhưng mà thay vì rồng bài tĩnh giấc các bạn sẽ bắn lên đúng không, hoặc là bắn chéo, thì heli hop ngược hay gọi là rồng bài tĩnh giấc ngược, các bạn sẽ bắn cái hướng ngược lại như thế này nè. Đó, nó sẽ đi cái hướng ngược lại với lại rồng bài tĩnh giấc bình thường nghe. Thì cái chiêu rồng bài tĩnh giấc bắn ngược này á, thì nó khác cái chiêu rồng bài tĩnh giấc thường, là các bạn nó sẽ khó hơn nha các bạn. Thì cái vị nó ngược lại mà, bắn lên nó đã khó rồi, này bắn ngược lại thì đó, thì nó kiểu gì. Thì đầu tiên các bạn cần làm quen với cái việc các bạn búng con yo-yo cho nó cái hướng nó bay ngược lại. Thay vì bình thường các bạn bắn lên đúng không? Đó, thì các bạn búng cho nó ngược lại vậy nè. Cái này mình búng cho nó quen nha, đó, cho nó quen cái form dây trước. Các bạn chưa cần phải bắt được yo-yo đâu, bắn cho nó bung ra. Rồi khi các bạn quen rồi á, các bạn kiểu như nè, các bạn sẽ nhả con yo-yo xuống, các bạn giữ sợi dây. Để kỹ mình sẽ làm cho các bạn coi lại nghe. Đây các bạn sẽ nhả xuống con yo-yo và các bạn dùng cái ngón á, các bạn kéo con yo-yo lên lại cái sợi dây. Thì để cái này là để các bạn quen cho cái form, mà khi các bạn búng con yo-yo á, các bạn bắt con yo-yo. Thì cái này là cái cảm giác các bạn bắt yo-yo. Rồi các bạn nhả xuống và các bạn cứ kéo lên như vậy. Và cứ kéo thẳng như vậy nha các bạn. Thì các bạn tập cái động tác này lâu á, thì để các bạn chi, để các bạn quen cái việc các bạn bắn con yo-yo xuống và các bạn bắt nó vô lại cái sợi dây. Đó như vậy nè. Đó. Nè, cái nhìn này thôi chứ thực sự là nó đòi hỏi cái cảm giác rất là nhiều các bạn. Ở mấu chốt để các bạn có thể tập được chiêu này á, thì nó cũng như rồng bài tĩnh giấc thôi, thì nó vẫn ở lực ngón tay luôn các bạn. Nhưng mà nó sẽ khó hơn tí là các bạn phải cần làm quen với cái việc các bạn bắt con yo-yo, tại vì thường mình bắt cái hướng ngược lại nó rất là khó, tại vì nó sẽ rất là nghịch cái hướng tay của mình. Mà khi các bạn làm được cái chiêu này nó rất là đỉnh nha. Tiếp để cho các bạn làm heli hop bắn ngược cách đẹp nhất như thế này. Đó là thì cái tiếp để cho các bạn bắn cái chiêu này cách đẹp nhất á, thì các bạn cái tay các bạn đeo dây á, các bạn gán nương theo cái ngón mà các bạn bắn con yo-yo á, và các bạn nương theo một cái lực nhất định. Nếu mà nói thẳng ra thì các bạn làm cho nó mạnh lên, tại vì các bạn quen cái cảm giác các bạn bắn xéo rồi. Nếu mà bạn có tập được á, thì khi mà các bạn làm nó một cách mạnh hơn á, thì cái trick của bạn nhìn nó sẽ rất là lực, và cái bạn bắn ra nhìn cái đường của yo-yo nó đi sẽ rất là đẹp luôn. Đây mình sẽ thử mình làm một cái combo các bạn coi. Đó, kiểu như vậy nè, kiểu các bạn vô một cái combo đó các bạn hất ra ngoài đó, kiểu nhìn con yo-yo nó đi sẽ nhìn rất là ok. Và đó là những gì mình biết về chiêu rồng bài tĩnh giấc nhưng mà phiên bản bắn ngược. Ok, thì đây là một cái chiêu mình biết là rất là khó, nhưng mà nếu như mà bạn tập được á, thì đây sẽ là một trong những cái trick yo-yo mà bạn rất là cần thiết trong cái những cái trick mà các bạn gọi là lĩnh hội được cho bộ môn yo-yo của anh em mình. Và thì đây là một cái trick khó, nên là mình chúc cho tất cả các bạn có thể thành công và chinh phục được con trick rồng bài tĩnh nhất bắn ngược này nha. Và mình tin tất cả các bạn có thể làm được. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video yo-yo tiếp theo. See ya.